thầy ông nội Kaido, MVP Aquano và 8 màn thể hiện sức mạnh của Kaido tại Wano. Đẳng cấp của một tứ hoàng đã được khẳng định nếu chúng ta nhìn lại tất cả các hiệp đấu liên tiếp của Kaido. 1. Kaido với Samurai. 2. Kaido nâng Onigashima. 3. Kaido với 5 siêu tân tinh. 4. Kaido với Luffy Part 1. 5. Kaido với Yamato. 6. Kaido với Luffy và Monosuke. 7. Kaido với Luffy Part 2. 8. Kaido với Luffy Sun God Nika. Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với One More One Piece. Đến thời điểm hiện tại thì Kaido đã cùng với Big Mom ngâm mình trong bể bơi dung nhan. Không biết hai tứ hoàng này có một màn comeback nào đó không, nhưng tới thời điểm mình làm video này thì có lẽ đây là cái kết cho hai tứ hoàng cuối cùng của thời đại cũ. Trong video hôm nay, hãy cùng mình tóm tắt tất tần tật 8 hiệp đấu liên tiếp của sinh vật mạnh nhất hành tinh Kaido cho những ai nói rằng Kaido bị nép sức mạnh. Trước tiên, hãy cùng mình điểm danh nhẹ một số sự thật mà bạn có thể chưa biết về Kaido. Kaido có chiều cao là 7m1, hiện nay đã 59 tuổi. Số tuổi mà chúng ta đã sắp gần đất xa trời thì ông ta lại được đánh giá là đang thời kỳ đỉnh cao của sức mạnh. Nếu trước đây dâu trắng là người đàn ông mạnh nhất hành tinh thì Kaido còn được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất hành tinh, là một người có công danh sự nghiệp lẫy lừng trong giới hải tặc. Nhưng Kaido có vẻ như là một người đàn ông thất bại trong hôn nhân và gia đình. Không biết có phải do chủng tộc Oni có sẵn hai cái sừng dài cả mét như thế, hay là bị vợ đội lên thì mình cũng không rõ nữa. Ngoài việc không biết vợ của Kaido đã bỏ đi đâu thì bù lại ông có một người con gái bên ngoài thì rất là Kaido, nhưng bên trong thì chuẩn men Oden. Oden chính là kẻ thù và là người đã chơi trò XO trên ngực của Kaido, để lại vết sẹo mà khiến ông gặp ác mộng mỗi khi nghĩ đến. Vậy trong Aquano, ông già gần này đã có 8 màn thể hiện sức mạnh như thế nào? Mình sẽ tóm tắt và bình luận lại cho anh em nhé. Xin lưu ý, mình chỉ tóm tắt từ lúc Kaido bắt đầu chiến đấu đến khi thua cuộc. Tất cả các trận đánh khác không liên quan đến Kaido mình sẽ không nhắc tới. Ok, bắt đầu với MVP Aquano thôi nào anh em. Hiệp 1, Kaido với cửu hồng bao. Hãy bắt đầu từ lúc Luffy cứu Yamato thoát khỏi vòng tay phát nổ. Khi đó Yamato đã thực sự tức giận và gần như tình cha con trong lòng cậu cũng đã chấm dứt tại đó. Khi cậu ta định lao vào sống mái với Kaido thì Luffy có vẻ đã dùng haki cấp cao quan sát để cảm nhận rằng nhóm cửu hồng bao chỉ ít giây nữa sẽ tới. Cậu đã ngay lập tức ngăn cản Yamato và nói chúng ta không phải là người bắt đầu trận chiến này. Bức tường sau đó bị các samurai dùng kiếm phá vỡ và bụp. Nhóm xích sao xuất hiện trước sự bất ngờ của Kaido và các Okaban. Sau đó tất cả đã xông lên và sử dụng vũ khí của mình để tấn công Kaido. Có lẽ vì quá bất ngờ nên Kaido đã dừng lại khoảng chừng là 3 giây. Nhớ lại những ký ức hãi hùng về Oden vì ông ta nhìn thấy hình bóng của Oden hiện lên và đã bị nhóm xích sao thỏa sức đâm chém lên người, đẩy Kaido ngã khỏi sân khấu. Tất nhiên với bản lĩnh của một tứ hoàng thì Kaido đã nhanh chóng tỉnh lại và không hề có một chút sợ hãi nào, cùng với đó là sự phấn khích. Có lẽ tất cả những gì liên quan đến Oden có thể không làm cho ông ta sợ, nhưng lại làm ông ta khó chịu và ám ảnh. Kaido phấn khích vì đây là cơ hội để loại bỏ những thứ chướng tai gai mắt với mình, để thị vi sức mạnh và chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch, nên Kaido đã biến thành dạng rồng, kéo theo nhóm cửu hồng bao lên đỉnh đầu lâu. Nhóm cửu hồng bao người bám vảy, người túm lông, bon bon cưỡi trên chiếc xe rồng di động, mà không biết rằng đây là chuyến xe cuối cùng của một số người trong số họ. Trước khi lên đó, Kiemon vẫn kịp để vừa bám vào Kaido, vừa vẫy tay chào hỏi với Luffy và nói lời cảm ơn. Hai bên cười nói rất vui vẻ, Luffy cũng nói rằng mọi người cứ lên trước đi, bao giờ bát cháo có đủ cả hành, đủ tía tô thì gọi cậu lên húp. Chuyển cảnh đến đỉnh sọ, bỏ qua những chi tiết về trận đánh phủ đầu giữa Jack Hạn Hán và Thống Minh, và mình xin lưu ý với mọi người một lần nữa rằng tất cả những chi tiết không liên quan đến trận đánh chính của Kaido, mình sẽ không thêm vào video. Sau khi có lời khen có cánh rằng chúng rất mạnh nên Jack mới bị đánh bại, thì Kaido, wololololo, hãy xem ta đây. Một ngọn lửa từ cổ họng của Kaido nhắm thẳng vào nhóm xích sao, nhưng ngay lập tức Isumemiru Horumasaki, một tuyệt kỹ của Kiemon, chém đôi ngọn lửa mà ông đã từng làm bằng Haza. Kaido lại chuẩn bị tung chiêu lôi điện thì đã bị màn điểm danh sức mạnh của từng người lao vào tấn công. Ai có đao dùng đao, có kiếm dùng kiếm, Izo dùng súng, Neko và Ino dùng móng vuốt và chân. Ông ta tiếp tục sử dụng chiêu thứ ba, đó là chiêu hơi thở Boro, phun ra một ngọn lửa có sức nóng cực cao, nhưng đã bị Ninja Raizo dùng nhẫn thuật hút vào cuốn trục, rồi phun ngược lại cuộn xung quanh cơ thể của Kaido. Gió lớp vải của Kaido quá dày nên món rồng lộn BBQ đã không thành công. Có chắc thì pha đó nhóm xích xa cũng chỉ ngửi thấy mùi lông cháy là cùng, mà lông của chỗ nào cháy thì mình không chắc. Như thường lệ, trước khi tung chiêu mạnh nhất là nghi thức nhớ về quá khứ của mình. Nhóm xích sao bắt đầu nhớ về hồi được Oden chỉ dạy kiếm pháp và thi triển chiêu thức của Oden. Nitoryu, Togen, Totsuka, thiên giới thập trảm, tạm hiểu là chiêu nhị kiếm phái của Oden. 9 người phối hợp cosplay chiêu thức của Oden khiến Kaido gục xuống. Kết quả Kaido thua trận và nhóm xích sao đã trả thù thành công. Wait a minute. À, ý mình là nhóm xích sao cảm thấy vậy. Mọi người lúc này cũng khá tự tin định lao vào cắt tiết Kaido cho chắc. Nhưng Kaido gục là do ám ảnh về Oden chứ lại vực dậy ngay sau lúc đó và dùng chiêu phong đao, một loạt đao lưỡi liềm được phóng ra từ miệng hắn khiến Kiku bay mất một bên tay, đồng thời thanh kiếm của Kiku cũng bị gãy. Đây là một chi tiết khá quan trọng nên mình sẽ bình luận một chút. Không rõ thứ hạng sức mạnh của cửu hồng bao như thế nào, cứ cho Kiku là yếu nhất, nhưng anh ta cũng đã hạ Kanjuro trước đó nên cũng không phải là đứng cho đủ chỗ.
thứ hai với một nơi là cái nôi của những thanh kiếm tốt, thì mình không nghĩ thanh kiếm của Kiku là hạng xoàng, kém lắm cũng phải nằm trong top hàng bảo kiếm. Thứ ba, đây cũng chỉ là một chiêu thức hạng xoàng của Kaido dùng để thị uy. Như vậy có thể tạm kết luận đoạn này là đẳng cấp của một tứ hoàng đã được khẳng định phần nào. Tất nhiên đây là một trận chiến sinh tử nên nhóm Xích Sao cũng không bất ngờ gì và lấy lại tinh thần ngay sau đó. Hai bên tiếp tục lao vào combat. 9 người của nhóm Cửu Hồng Bao lúc này đã xuống sức sau khi tung hết tuyệt chiêu, bắt đầu điểm danh ăn gậy và chuẩn bị nhận gươm hộp xuống vai phụ. Kết quả hiệp 1, Kaido quá mạnh, ao trình nhóm Xích Sao và chỉ cấu được một chút máu của Kaido. Bình luận sức mạnh của Kaido sau hiệp 1, sức mạnh của 9 Cửu Hồng Bao cũng đã được Kaido nói rằng rất mạnh khi mà Inu và Neko đánh bại Jack trong dạng Su Long. Nên nhớ rằng Asura solo ngang kèo Jack, Inu và Neko từng là thành viên của băng vua hải tặc, Izo là đội trưởng băng dâu trắng và 9 người thực lực ngang nhau hợp lại cũng chỉ là cầu xế, mà chủ yếu là do Kaido nhớ về Oden nên lơ là phòng thủ. Hiệp 2, Kaido nâng Onigashima. Sau khi bán cháo chùy cho đủ 9 người thì Kaido bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, biến Wano thành tân Onigashima. Tham vọng của ông ta là biến Wano trở thành thành trì của hải tặc và mở ra một thế giới bạo lực, và ông ta sẽ là kẻ thống trị. Nếu như dâu trắng có sức mạnh nhấn chìm cả tổng bộ hải quân thì Kaido cũng có sức mạnh tương tự, đó là nâng cả một hòn đảo lên bầu trời và di chuyển nó bằng hỏa vân tới thủ đô Hoa và rơi xuống. Kế hoạch này của Kaido cho thấy sự tàn ác của hắn khi mà có hàng nghìn người dân ở dưới thủ đô Hoa. Đây là một năng lực của trái ác quỷ giúp cho Kaido có thể tạo ra hỏa vân và di chuyển trên đó. Tuy nhiên nâng cả một hòn đảo như thế thì đúng là đẳng cấp của một tứ hoàng. Không biết 2 năm trước nếu Kaido liên minh với dâu trắng thì cái tổng bộ hải quân không biết còn vớt được ít sắt vụ nào để bán không. Tất nhiên với một sức mạnh lớn như thế thì chắc chỉ có Yamato và các Okaba biết. Đám lính cũng rất ngạc nhiên và nói rằng không ngờ ngài Kaido lại có sức mạnh lớn như vậy. Bình luận về sức mạnh của Kaido tại hiệp này, mình nghĩ rằng việc này có khiến Kaido tốn sức nhưng không quá nhiều. Tương tự như tại Dressrosa thì Doflamingo cũng tạo ra một cái lồng chim và dần dần thu nhỏ. Có lẽ chỉ mất thời gian đầu để tạo ra và lập trình nó theo kế hoạch, và đương nhiên là liên kết nó với ý chí và thể lực của người thi triển tại thời điểm đó. Điển hình như việc lồng chim của Doflamingo cũng vậy. Khi Doflamingo bị Luffy đánh gần bất tỉnh thì lồng chim cũng dừng lại nhưng không biến mất. Nó có thể bị các yếu tố bên ngoài làm giảm tốc độ, nhưng khi Doflamingo lại đứng dậy thì lồng chim lại hoạt động bình thường cho đến khi hắn bị hạ gục. Xuyên suốt trận đánh Kaido cũng vậy, ông ta không để ý nhiều tới hỏa vân, và ngay cả khi bị Monosuke kéo chậm lại và trong suốt cuộc chiến, ông ta cũng không để ý nhiều tới nó. Nên mình có thể kết luận rằng nâng đảo Onigashima không tốn quá nhiều sức mạnh, mặc dù đây là chiêu thức mang tính hủy diệt cao. Hiệp 3, Kaido với 5 siêu tân tinh. Trước khi hiệp đấu này bắt đầu thì Kaido đã có khoảng 5 phút nghỉ giải lao cùng với Big Mom để tâm sự lại thời niên thiếu. Lúc này 5 siêu tân tinh bao gồm Luffy, Zoro, Kid, Law và Killer cũng đã có mặt. Trông thấy nhóm Kiemon, người nào người ấy đã no bụng với những bát cháo chùy đến mức không còn ngồi dậy được nữa, thì Luffy đã nhờ Shipper Law đưa họ xuống dưới để tiêu hóa cho dễ. Quá tức giận vì đi đột ngột mà không được chào một câu, anh Kai đã giơ chùy lên để đập Luffy, nhưng anh Lù đã nhanh chóng bật lên sử dụng tuyệt chiêu Red Rock. Kaido có thể nhìn thấy Luffy ra đòn nhưng vẻ mặt khinh bỉ kiểu đấy, mặt tao đấy, đấm đi. Kaido lĩnh chọn một cú đấm haki cấp cao vào mặt và bị knock out nằm luôn ra đất, khiến Big Mom cạnh đó cũng phải hốt hoảng. Người sao vậy Kaido, sao lại để bị đấm gục như vậy? Zoro cùng những siêu tân tinh khác có phần ngạc nhiên và phấn khích. Lúc này Kaido bắt đầu không hiểu tại sao Luffy lại có thể tung ra một cú đấm mạnh như vậy, khi mà cách đó không lâu Luffy cũng chỉ bằng một cái chùy của lão. Cũng giống như các nhân vật mạnh khác, khi mà thấy đối thủ mạnh thì càng phấn khích. Kaido cười nhẹ một cái rồi bất ngờ tung chiêu Lôi Minh Bắt Quái. Mặc dù đã thức tỉnh haki quan sát cấp cao, nhưng tốc độ của Kaido quá nhanh khiến anh Lù cũng chỉ kịp bật lên né đòn. Tuy nhiên đòn đó đã được búp haki bá vương cấp cao, khiến Luffy cũng phải chảy máu đầu. Chưa kịp định hình thì Big Mom cũng tham gia góp vui khi cử Prometheus tấn công Luffy, tuy nhiên đã bị Zoro chém đứt đôi. Sau đó Kaido mới bảo Big Mom là hãy lùi bước về sau để thấy anh thể hiện rõ hơn. Thực chất là Kaido cũng muốn xem nhóm siêu tân tinh mạnh đến đâu. Khi mà bạn không biết đối thủ như thế nào thì nên cử pet yếu nhất lên trước để test sức mạnh, đó là Killer và Zoro. Killer dùng chiêu vuốt chặt đầu, còn Zoro là tam kiếm phái. Hai thanh niên này có vẻ cũng đã cấu được một chút máu của anh Kai, đồng thời né được đòn Lôi Minh Bắt Quái. Thấy pet yếu không ăn thua nên ba vị thuyền trưởng bắt đầu ra tay. Luffy còn gáy một câu rất to: Kaido, ta sẽ giải quyết ngươi trong một chiêu. Câu này của Luffy khiến cho Katakuri đang ở đảo bánh và Doflamingo trong Impel Down cảm thấy hơi nhột. Luffy bật dạng Gear 4, Kid tạo ra một con quái vật bằng sắt vụn, Lo thì rất nhiều núi đá. Cả ba lao vào điểm danh, mỗi người một đấm bằng năng lực của mình. Còn Kaido thì không khác nào bao cát bị vùi dưới lớp đất đá. Lúc này bà chị Big Mom ở trên thấy vậy cười khoái chí: Ma. Vì mụ ta biết rằng nhiêu đó cũng chỉ để gãi ngứa cho Kaido. Anh Kai vực dậy, nhưng lần này là hóa thành dạng rồng và sử dụng lại chiêu Diệt Phong. Đây cũng là chiêu thức cho thấy nhóm Cửu Hồng Bao ao trình so với nhóm siêu tân tinh, vì họ không gặp quá nhiều khó khăn. Đặc biệt là Zoro, khác với Kiku bị gãy cả kiếm và mất một cánh tay thì Zoro chỉ hất nhẹ một cái đã xử lý xong. Luffy và Kid tiếp tục lao vào tấn công bằng nắm đấm và sắt vụn,
Còn Law thì lần này sử dụng đòn dao gamma đánh vào nội tạng khiến Kaido thực sự cảm thấy đau và công nhận thực lực của nhóm siêu tân tinh. Phản ứng của Big Mom khi này như thế nào và năm hiệp đấu tiếp theo của Kaido diễn biến hấp dẫn ra sao? Thời lượng của video này xin được tạm dừng tại đây. Hãy xem tiếp phần 2 trên kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết phần 1. Nếu anh em thấy video của mình hay thì hãy nhanh chóng gia nhập băng hải tặc Oan Mồm bằng cách để lại một like, một subscribe và đừng quên để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé.